Hi, Steve Jobs has made a clear, creative, yet sincere CV. Before we make our own CV, why don't we learn from his and take all the best out of it? Let's start! Các bạn thấy gương mặt này có quen không ạ? Ông Steve Jobs khiến cho mình nhận ra rằng là trước khi mình xem CV của ông ấy thì mình nghĩ rằng cái CV của mình cũng được. Nhưng mà sau khi xem xong thì mình thấy mình phải sửa ngay một số chỗ để CV của mình sáng tạo hơn. Và điều quan trọng nhất là nó chân thành hơn và nó là một cái để đời. Vậy thì chúng ta sẽ cùng học hỏi, đặc biệt những bạn nào muốn cải thiện phần từ vựng và ngữ pháp nữa trong IELTS Speaking Writing Test 2 trong cả cuộc sống, và đương nhiên rồi cải thiện của phần viết CV. Vậy có 3 trường hợp bạn có thể dùng IELTS hoặc là trong cuộc sống giao tiếp và viết, cũng như là trong CV. Ok, chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên nhé. Thông thường một CV sẽ bao gồm các thông tin chính như sau. Personal information. Đây là các thông tin cá nhân của bạn, bao gồm có như kiểu là một sơ yếu lý lịch, bạn đến từ đâu, tên đầy đủ là gì, bla bla bla, quê quán, tình trạng hôn nhân, ngày sinh tháng đẻ, rất nhiều thứ. Vậy phần này mình sẽ xin phép được bỏ qua trừ khi bạn nào có câu hỏi liên quan nhé. Phần hai là objectives. Objectives có nghĩa là những mục tiêu của cá nhân. Rồi education, bạn có bằng cấp hay là học vấn như thế nào. Experiences, những kinh nghiệm bạn đã có. Skills, những kỹ năng bạn đã học hỏi được. Achievements là những thành tựu bạn gặt hái được. Hobbies, sở thích của bạn. Và cuối cùng, reference, đôi khi thì có phần này hoặc không, sẽ là tên địa chỉ của một số nhân vật nào đó mà bạn đã từng có thời gian làm việc cùng, và họ sẽ giống như họ sẽ viết thư giới thiệu cho bạn, hoặc là bên tuyển dụng sẽ gọi điện hoặc email cho họ để kiểm tra lại thông tin, để xác thực xem bạn là người như thế nào và họ có nên tuyển bạn hay không. Nào chúng ta cùng xem cách mà Steve Jobs trình bày CV cũng như lối tư duy của Steve Jobs như thế nào nhé. Vậy đầu tiên ông ấy bắt đầu bằng mission. Mission có nghĩa là sứ mệnh. Vậy mission khác gì với objectives? Well, objectives là những mục tiêu, còn mission là sứ mệnh. Vậy bạn tưởng tượng trong cuộc đời của mình có một sứ mệnh nào đó, chẳng hạn dài như này. Từ ngày mình phát hiện ra mình có một sứ mệnh và cho đến ngày mình sẽ hoàn thành sứ mệnh đó, thì chắc hẳn mình sẽ phải đi qua nhiều objectives, tức là nhiều mục tiêu. Vậy mục tiêu mang tính ngắn hạn hơn và mang tính tầm nhìn thấp hơn, ngắn hơn. Còn mission sẽ là cả một cái dài hơi. Vậy thì ngay từ phía đầu tiên thì Steve Jobs đã thể hiện rằng tôi có một sứ mệnh, tôi có một cái việc rất quan trọng mà tôi muốn nó xuyên suốt trong cuộc đời của mình là như này. Bình thường thì mình có phần education, experiences. Mình sẽ xem ông Steve Jobs, ông ấy không chỉ ghi chữ experience mà ông ấy thêm chữ entrepreneurial experience. Cái từ dài dài này nó có nghĩa là thương nhân hoặc là buôn bán. Vậy thì quả thật khi mà nói về experience không á, thì mình sẽ dễ nghĩ rằng là ví dụ như tôi có experience về hát hoặc là nhảy hoặc là kể chuyện. Thế nhưng mà vì tôi đang apply cho công việc liên quan đến dạy học thì tôi nên có những kinh nghiệm cực kỳ liên quan đến vấn đề đó. Vậy nếu mà là mình sẽ ghi là teaching experience hoặc là educational experiences, những kinh nghiệm liên quan đến giáo dục của tôi chứ không phải liên quan đến những mảng giải trí khác. Vậy thì ông ấy đã ghi rõ, làm cụ thể hơn cho các kinh nghiệm của mình. Vậy như mình thấy cũng rất cụ thể, CEO và co-founder. Một điều nên chú ý nữa mình học được từ ông ấy là vì là experience có nghĩa là bạn đã phải có nó rồi qua một khoảng thời gian. Vì vậy thì các động từ phải chia ở quá khứ. Mình thấy không? Tất cả các động từ ông ấy, mỗi sau mỗi dấu chấm, ông ấy ghi là turned a small division of gì đấy ạ. Led the company, but turned led, created, built, pushed, led. Các động từ này đều đang ở dạng quá khứ. Vậy thêm một điều nữa mình học được nhất là bạn nhớ verb sẽ luôn chia ed, bởi vì là chỉ là quá khứ. Quay lại phần mission. Cái CV này sẽ dường như là giống như bạn nói tóm tắt lại của một cái câu bạn đang nói cho nhà tuyển dụng trong lớp phỏng vấn. Rồi nhà tuyển dụng hỏi rằng là tell me about yourself. Và bạn nói rằng my mission is to rejoin Apple and take all that I've learned, blah, 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 blah. Thế thì my mission is to. Thế thành ra là ông ấy, lúc này ông chia động từ là to do something. Vậy phần objectives của bạn cũng vậy. Nếu bạn có muốn ghi objectives, những cái mục tiêu hoặc là sứ mệnh của mình,
thì bạn nhớ ghi rằng là to do something. Vậy thì với mỗi một cái phần khác nhau, cái dạng động từ bạn chia sẽ phải khác nhau. Mình sang phần tiếp theo nhé. My time. Bạn thấy phần my time này có khác gì với một cái phần nào đó ở đây không ạ? Bạn thấy phần my time này có tương tự như phần gì đó ở đây không ạ? Có vẻ như giống phần hobbies. Mình thấy có nhiều bạn thì khi mà nhờ mình sửa CV ấy, các bạn có ghi hobbies là ví dụ listen to music, hay là read books. Điều này không sai vì quả thật đó là điều bạn muốn làm. Tuy nhiên, lại một lần nữa, ông Steve Jobs nhắc nhở cho mình rằng hãy nêu những sở thích gì mà liên quan đến công việc mà bạn đang tuyển vào. Vậy thì nếu bạn đang giải CV đến nhiều công ty khác nhau, mình khuyên các bạn là, đương nhiên nếu bạn không thời gian thì thôi, nhưng mà có thời gian thì mình đầu tư mỗi một công ty, mình tìm hiểu về công ty đó và có một CV dành riêng cho công ty họ, vì họ có những điều chờ mong và được thể hiện ở trong phần job description, phần mô tả công việc mà bạn đọc được tin tuyển dụng đó, để biết rằng họ cần tuyết người như thế nào, để bạn nhắm vào tuyết đó và bạn có thể khéo léo đưa từng mục vào trong những cái mục nhỏ này nha. Thế thì phần my time ông ấy làm theo kiểu biểu đồ chart, biểu đồ pie chart như này, và ông ấy có 6 mảng khác nhau, làm 6 miếng bánh khác nhau. Phần đậm nhất ạ, phần B mình cùng xem ạ. Obsessing over design. Obsessing xuất phát từ động từ obsess. Ở đây ông ghi ạ, là ông ấy, của ông ấy ghi là obsess. Động từ obsess có nghĩa là kiểu mình thích đến mức kiểu mình ám ảnh. Ví dụ như là I'm obsessed with shoes. Mình bị ám ảnh, mình thích giày kinh khủng khiếp, kiểu như mình bị nghiện nó. Thì ông ấy dùng này thì mình nghĩ là ông ấy khá táo bạo trong việc dùng từ vựng. Bởi vì thường thì nhà cái người xin việc họ sẽ khá là mong một cái gì đấy an toàn trong lối viết văn của họ. Thường là sẽ copy giống nhau. Thành ra là mình đọc cái CV thấy khá giống nhau. Thì ông ấy đã có sự sáng tạo đây. Ông ấy đặt mục tiêu đầu tiên là meditation, nhưng đương nhiên không thể dành quá nhiều thời gian cho meditation được. Meditation là thiền, hoặc là mình ngồi mình suy ngẫm, mình có khoảng thời gian tĩnh lặng, lắng đọng. Vậy thì khi ông ấy dùng my time, ông đã thay cho hobbies. Và ví dụ my time is to spend on bla bla bla. Thời gian của tôi là dành để. Thì nếu như bạn nói với nhà tuyển dụng, bạn sẽ nói rằng my time is to spend on verbing hoặc là on something. Đúng không ạ? Thì bạn sẽ thấy là spend on, sau on là giới từ, thì bạn sẽ dùng verbing hoặc something. Thì quả thật đây ông dùng như vậy. Obsessing, thinking, fasting, shaking, taking. Hoặc là meditation là something, là danh từ. Vậy thì bạn cứ nhớ dạng nó sẽ là danh từ hoặc là verb thêm doing. Tiếp nhất, phần tiếp theo ghi là struggles I learned from. Struggles là những cái chiến trận hoặc là những cái chinh chiến, những cái vấp ngã, va vấp mà mình đã học được từ. Từ việc thứ nhất, dropping out of college, gọi là rớt khỏi trường đại học. Launching failed products, đã tung ra một sản, những cái sản phẩm mà bị thất bại. Hoặc là failing to identify a customer, đã thất bại trong việc xác định khách hàng. Vậy là có 3 việc. Thế thì phần này rất sáng tạo, bởi vì là thông thường trong CV mình sẽ tranh thủ mình có thể trình bày, mình khoe ra những cái điều điểm mạnh của mình. Nhưng ông ấy dường như là không sợ là nêu mình có điểm yếu, và ông ghi luôn. Phần này thì thực ra nó sẽ ngược lại phần achievements, và nó khá giống như là failures. Nhưng mà cái điều mình thấy thú vị là ông ấy không ghi failures mà ông ghi là struggles, những cái va vấp mà tôi đã học được. Vậy ông ấy coi sự thất bại giống như một cơ hội để ông học hỏi. Phần này nếu bạn nào mà trong phần kinh nghiệm này, hoặc là phần thành tựu là bạn mới ra trường chẳng hạn, chưa có nhiều kinh nghiệm thành tựu mang, tức là có thể gắn mác hoặc mang tên tôi là chức vụ này hoặc tôi đã giành được giải thưởng này, thì đừng lo, bạn hãy học tập cách này của ông ấy. Tức là ông đã gộp lại cả phần thành tựu lẫn phần failures này, dường như là cái điều mình có thể học hỏi được. Vậy bạn cũng nhớ thêm struggles I learned from, thì có from cuối cùng này. Thành ra tất cả các động từ tiếp theo ấy, nó giống như là bạn kiểu match lại thành một câu ấy. Thành ra sau from này bạn dùng verb in. Vậy thì mình hy vọng là các bạn sẽ nhớ về thì thời khi dùng. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại ngày mai, ngày số 10 nhé.